Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận thủ đoàn bóng đá tỉnh Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho mọi người một clip. Clip này thì cách gỡ thanh lý nha mọi người. Cách gỡ thanh lý là full full combo câu đài luôn. Đó, có mấy cây cần nè. Đó. Gác cần, chống cần, mặt quạt, thùng, ghế, gọng cá, bên đây là dù, bao cần và cái bàn săn hàng. Rồi, để shop vô cụ thể từng món cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi mà không clip shop lên đó, anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cái cần câu trước nha. Thì cần này nó sẽ có độ cứng ra tầm khoảng 4H mọi người, 4H, 5H nha. Đó, đa số những cái cần mới nè thì anh em cứ search vào Google nó sẽ ra giá và độ cứng cần. Đó. Thì cái thứ nhất lên mọi người là một cây cần Ryobi. Đó, cái này dài 3m6, nặng là 100g, độc 1 ly 2. Đó, cây số 1 nha. Thì cần câu thì khách gỡ shop bán là giá điều chân là 500k một cây nha mọi người. Đây, cây này chất liệu carbon. Chung này cần làm rất là mới. Đó. Nút chuột vàng hết. Thì đảm bảo với mọi người là cần không lỗi nha, tất cả không lỗi. Thì đây là một cần đã qua sử dụng thì xước xát thì không thể tránh khỏi. Đó, nhưng mà tất cả các lóng này nó đều rất là ok nè. Đó. Cây này dạng mới. Đó. Nói chung thì khách chỉ câu 1-2k thôi. Đó, rồi thanh lý lại thì đồng giá 500k một cây. Đó, càng sáng carbon rất đẹp nhé. Đó, cây này về 3m6, anh em câu gô câu chép thì thoải mái là copy 3m6 hàng Ryobi nhé. Rồi, giá công khai cái số 1 giá là 500 nha mọi người, 500k cộng ship. Cái này là của hàng Sakugato gì nè. Đó, anh em cứ search Google là nó có ra giá và độ cứng luôn, thông số cụ thể. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 tiếp tục là một cây cần Ryobi. Thì cái này sẽ dài 5m4 nha mọi người, dài 5m4, nặng 180g, độc 1 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 4H, 5H. Thì cần cũng còn rất là đẹp rồi, đó. Thì có vài điểm xuất sắc nè, đó. Cần này đã qua sử dụng. Thì shop đã kiểm tra kỹ rồi, nó tất cả đều không lỗi nhé. Bô nó là bô sẵn 360 độ nè, đó. Phôi là phôi carbon nè. Sơn chống nổ đầu lóng nè, đó. Tất cả các phôi ok hết, không lỗi nhé. Nói chung là tổng thể cần những cần này còn rất là mới, đó. Rồi, giá cây số 2, giá vẫn là 500k nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người là một cây group, đó. Thì đây một cây group dài là 3m6 nha. Dài 3m6, độ cứng cái này chắc cỡ 5H. Cần vẫn là cần carbon, đó. Cần thì cũng có xuất sắc nè, đó. Xuất sắc li ti, đó. Núm chụp đầu cần có đầy đủ hết nha. Đầu sẵn 360 độ nè. Đó. Carbon. Lóng ngàn lóc nè. Tất cả đều rất là mới. Đó. Ít xước xát, chỉ có lóng đầu thôi. Lóng đầu để cần nhiều chung với nhau nó xước xát nha. Thì cái gà đúp này thì nó sẽ nặng là 85g, độc 1 ly 4, độ cứng ra tầm khoảng 5H, 5H, 4H. Rồi cây số 3 giá công khai là 500 luôn nha. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên mọi người vẫn một cây gà đúp. Thì cái gà đúp này nó sẽ là 6m3 nha mọi người, 6m3 cho anh em săn hàng. Đó. Vẫn là carbon sẵn thôi. Đó. Carbon sẵn thì cái này dài 6m3, nặng là 205g, độc 1 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 4H 5H. Nói chung thì cần mới này thì shop cũng không chuyên về cái này. Đó. Thì khách gỡ thanh lý thì sao bán vậy thôi. Thì đảm bảo với mọi người là cần không lỗi rồi. Đó, xước xát thì vẫn có. Đó. Màu trắng cũng còn rất là đẹp. Thì anh em nào mua hàng thì báo shop, shop chụp hình cận cảnh lên nha. Đó, biết là cần tay này quay trong clip này nè. Đó, anh em nhiều lúc coi không kỹ đâu. Rồi, giá công khai cái số 4, giá vẫn là 500k nha mọi người, 500 cộng ship cái số 4. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 lên mọi người là một cây cần của hàng Hadin. Đó, dòng Hadin. Thì cái này sẽ dài là bao nhiêu ta? Cái này dài 4m5 nha mọi người, dòng Hadin dài 4m5. Phôi nó là phôi carbon sẵn đó. Đó,
nước chụp đầu cần nè, đó, rất là đẹp. Bu vẫn là bu đầu lóng vẫn là sẵn 360 độ nè, đó, còn sẵn nhé. Chúng là cần còn rất là đẹp luôn, đó. Rất là đẹp luôn, đó. Anh em về câu thả ra luôn. Thì cái này nó sẽ là 130g đọc 1 ly mốt được cứng ra tập hạng 4H. Rồi giá công khai cái số 5, giá là 500 nha mọi người. Tiếp theo cái số 6. Cái số 6 lên cho mọi người là một cây cần này của ai vậy ta? Cây cần của Chewell gì nè mọi người. Đó. Thì anh em cứ search cái này lên mạng, dài 4m5. Đó, cái số 6 dài 4m5, khơi cũng là phôi carbon sẵn. Nước chụp đầu cần. Thì cái này bu đầu lóng của nó là đây thế này, đó, không phải sẵn nhá, vẫn là foil carbon rất là đẹp. Cái này ra tập khoảng 5H nhá, 5H 4H, sơn đầu lóng nè, đó, rất ok ha. Đó. Thì cái này vẫn nặng là 130g đọt 1 ly 3, giá công khai vẫn là cái số 6 giống là 500 nha mọi người, 500 cộng tiếp cái số 6. Tiếp theo sẽ là ba món này có cây quạt nè, đó, cây cán quạt, cây mặt quạt, cây gác cần, cây này cây gì không biết, cây này như là cây xả mồi hay gì đó. Đây thì cái này vẫn là carbon ha, một món nè, mặt quạt này thì nó có sáu, nó có lủng lỗ nè, đó, mặt quạt của thằng Hua, cán quạt của thằng Harding, đó, cán quạt cũng là cán quạt carbon nha mọi người, cán quạt carbon, cây cán quạt này sẽ dài là 3m, xem thông số đâu ta, cái này ngoài dài là 3m nha mọi người, dài 3m, đó, chất liệu là được carbon. Nói chung là những cây cán quạt này cũng còn rất là ok, đó. Cũng còn rất là mới, chỉ có đầu lóng này nó bị xước xát nè, dính sình dính bụi thôi, đó. Cái này chưa vệ sinh, đó. Cái này carbon ha. Rồi cây gác cần này của thằng Hardin, đó, chống cần của Hardin, góc cần vẫn là sẽ phải carbon không à, Hardin chống cần này cũng là carbon nha, đầy đủ ha. Đó, cái này dài 2m1. Thì tổng cộng 4 món này giá công khai giá là 700 nha mọi người, 700k cộng ship nha, 4 món. Rồi, và đây sẽ là cái rộng cá. Cái rộng cá này thì nó sẽ là 45 x 3. Đó. Cái rộng cá của thằng Hua còn rất là ok luôn. Đó. Còn nhỏ luôn. Đây. Rồi, cái gọng cá này là khách thanh lý là 700 nha mọi người, 700 cộng ship. Tiếp theo đây là cái ghế. Cái ghế này của hàng Liêu Du gì nè mọi người. Đó. Đây. Ghế của hàng Liêu Du gì nè. Đó. Thì mọi người cứ search cái tên lên mạng này sẽ ra liền. Giá công khai luôn. Cái này còn cái bao sắp đi sắp theo nè. Đó. Đây, ghế. Nói chung thì mới và đầy đủ phụ kiện cho mọi người hết luôn. Ừ. Cái bàn. Đó. Tổng thể còn mới nha. Cái bàn. Mấy cái chỗ gác cần cắm dù gì nè. Đó. Tất cả ok còn mới hết nha. Thì anh em cứ mua cái ghế này thì anh em sẽ tiết kiệm được tầm khoảng 500-600 gì đó. Đây, cái bát này, đó, đầy đủ hết. Thì trên mạng search ra cái ghế này, nhà sản xuất bán sao thì khách mình thanh lý lại là đủ phụ kiện hết nha. Rồi, giá công khai cái ghế sẽ là 800 nha mọi người, 800 cộng ship nha. Ship cái ghế lại và bỏ cái vỏ chắc là vừa luôn nha, đó, là vừa hính luôn, đó, rất là tiện. Tiếp theo sẽ là món này, cái thùng đựng mồi, đựng bia, đựng rượu, đựng nè, đó, cái thùng, thì thùng này là của hàng Hardin, thùng này của Hardin, đó,
Thì thùng này là 36 lít nha mọi người, 36 lít. Thì cũng còn rất là mới luôn. Đó. Đầy đủ chức năng, phụ kiện gì đầy đủ hết. Phao lử gì nè. Đó. Này gì. Đó. Đây, đó. Rất là mới nha mọi người. Đó, đầy đủ hết. Bát thì đồ trong mọi màn. Nói chung thì anh em cứ cần báo mình mà chụp hình cận cảnh lên nhé. Đó, gọi gàng. Thì thùng này giá công khai giá là 1,5 triệu nha mọi người, 1,5 triệu cộng ship. Một cái thùng 3,6 lít, thùng đựng cá đựng mồi của Hadin. Đó. Rồi giá công khai 1,5 triệu cộng ship nhé. Qua đây là một cây dù. Thì cây dù này của ông Hô nha mọi người. Đó, một cây dù của ông Hô. Thì cái dù này cũng còn rất là ok. Đó. Mọi người cứ chốt đi, shop chụp hình cận cảnh lại. Chung thì quay clip thế này thì cũng rất là khó. Thì lần đầu tiên quay mà. Đó. Và giá công khai khách để lại là 700 nha mọi người, 700 cộng ship dù. Tiếp theo là cái túi bao đựng cần nè. Đó. Để sắp đo thông số cái này. Cái này nó dài là 1m 120cm nha mọi người, 120cm. Đó. Cao là 15. Dài 120, cao 15 nhé. Đó. Thì cái này nó rất là rộng luôn. Đó, để được rất là nhiều đồ. Đó. Túi nhỏ đựng riêng nữa nè. Đó. Rồi giá công khai khách để lại giá là 350 nha mọi người, 350 cộng ship hợp đựng. Tiếp theo qua đây là cái này là cái bàn địa hình, cái bàn địa hình để anh em săn hàng. Đó. Thì cái này của Lãng Tử nha mọi người, cái này là của Lãng Tử. Thông số nó đây. Đó. Cũng còn rất là mới. Dài 100, ngang là 80. Rồi, giá là 2,5 triệu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.